buông bỏ và cởi mở. Đừng mà, các người mau chạy đi. Chị Tiểu Vân hả? Chị Tiểu Vân à, tại sao chị buồn quá vậy? Đâu có, chị đâu có buồn đâu. Có phải chú Lý đã... Chú Lý có chuyện gì vậy chị? Mỗi năm vào thời điểm này, đặc biệt là những đêm sấm chớp mưa gió, thì tâm tư của cha chị lại bị kích động kỳ lạ như vậy. Tại sao vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Cha chỉ nói đó là việc trong quân đội. Chú Lý trước kia đi lính hả chị? Vậy thì chú ấy... hả? Chú Lý là một người tốt, tôi nghĩ chú ấy sẽ không sao đâu. Tiểu Vân à, lại đây con. Cha, có chuyện gì vậy cha? Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 16 của con. Có một số việc mà con cần phải biết. Cái này là cha mẹ con để lại cho con. 15 năm về trước, cha được phái đi đánh thổ phỉ. Rồi sau đó cha bị trọng thương, được một cặp vợ chồng tốt, cũng chính là cha mẹ ruột của con, làng Cừ đã cứu cha. Ít lâu sau, bọn thổ phỉ tìm đến nhà. Cha chỉ một lòng muốn tiêu diệt bọn chúng, nhưng lại quên đi cùng có người vô tội. Đến khi cha bình tĩnh lại, mới kinh hãi thấy cha mẹ của con đã chết trong mũi đạn. Cha vốn định dùng cha chết để tạ tội, nhưng khi nghe tiếng khóc của con, cha mới có dũng khí để sống. Vì vậy, chính cha đã hại chết cha mẹ của con đó. Tiểu Vân à, sư huynh à, nghĩ đi nghĩ lại thì không công bằng. Tại sao quần áo của các sư huynh chỉ để hai huynh đệ mình giặt thôi vậy? Vì các sư huynh còn phải lo đi làm ruộng, phải chịu vất vả từ sớm đến tối đó. Nếu đệ cứ nghĩ những điều này thì đệ sẽ càng giặt càng mệt đó. Càng giặt càng mệt, tại sao vậy? Vì tâm của chúng ta giống như dòng nước mà chảy không ngăn lại. Nếu chúng ta còn mang trong lòng điều gì đó thì cũng giống như dòng nước này bị đá ngăn lại. Để nó thử phải làm sao đây? Vậy thì giờ đi là được rồi. Đúng đó, để nó không sai chút nào hết. Việc phiền não trong lòng cũng giống như vậy, phải cởi mở ra hết. Nhưng nếu chỉ lấy ra một ít thì thời gian lâu nó cũng sẽ bị nghẹt lại. Đệ biết rồi, cho nên phải cởi mở ra hết. Nhưng mà việc của lòng mình đâu có dễ gì mà cởi mở ra được như vậy. Cho nên cần phải học Phật, phải học trí tuệ, để dần dần loại bỏ những hòn đá trong tâm của mình. Việc phiền não trong lòng cũng vậy, phải cởi mở ra hết. Vì vậy chúng ta cần phải học Phật, học trí tuệ, dần dần tập loại bỏ hòn đá trong tâm của mình. Thì chủ Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đại sư lên núi hái thuốc hả? Có nặng lắm không vậy đại sư? Đúng vậy, lần hái đặc biệt này hơi nhiều nên khá nặng. Nhất là mang lâu như vậy thì càng thấy nặng hơn. Nhưng mà hãy vừa buông bỏ thì mới được thư thái. Phải buông bỏ gánh nặng thì mới được thư thái như vậy. Con xin cảm ơn đại sư. Tiểu Vân, Tiểu Vân à. Dạ. Cha ơi, cha đợi chút nữa rồi hãy ăn cơm nha. Tiểu Vân, con nghĩ cuộc đời còn rất nhiều việc mà chúng ta không thể khống chế được. Nhưng con chỉ biết trước kia cha là cha của con, hiện tại và sau này cũng mãi mãi là như vậy. Hả? Quan hỷ à? Còn định chạy nữa hả? Nam mô A Di Đà Phật.
Namo A Di Đà Phật.